Xuân Dũng mến chào quý cô chú anh chị, quý vị và các bạn thân mến. Đây là căn phòng trọ mà rạng sáng ngày 11 tháng 3, người dân sống trong hẻm đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7 bất ngờ nghe tiếng la hét phát từ phía trong phòng trọ. Họ chạy đến kiểm tra thì thấy phòng trọ này khóa trái, gõ cửa không ai mở cửa nên gọi điện báo cho công an phường. Nhận được tin, công an phường Tân Thuận Đông đến phá cửa vào phía trong. Lúc này, người đàn ông khoảng 46 tuổi và cô gái trẻ đã tử vong trong căn phòng trọ. Cô gái và người đàn ông trên cơ thể có nhiều vết thương, cạnh đó là hai cái kéo dính máu. Thông tin ban đầu, người đàn ông tử vong là cha dượng của cô gái, còn mẹ ruột của cô gái thì vừa về quê ở An Giang được mấy ngày. Hiện tại, công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra vụ việc. Còn sau đây, Xuân Dũng xin mời quý cô chú anh chị, quý vị và các bạn cùng xem những hình ảnh tại hiện trường mà Xuân Dũng ghi lại được, cũng như qua lời kể của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó, quý vị nhé. Lúc vô ổng có nằm chỗ nào ta? Nằm trên lầu hết. À, trên lầu hết hả? Sao mà báo thì đưa nói ra. Ổng đi nhỏ. Lên sau cùng. À, nó thì nó ở trên đó, còn ổng ở dưới đây. Vậy hả? Bởi vậy. Dạ. Ổng lên với nệm, ổng nằm ngửa, còn con nhỏ này cứ thế ở trong chạy đi ra để xuống đất là gần tới cái miếng cầu thang là đó, ụp xuống nằm sắp. Sắp hả? Sắp ở cầu thang. Sắp. Ổng có dám nhìn mà nghe người ta kể. Nãy mình qua nhìn rồi, xong cái tối vô đây nhìn không à. Không, chỉ đứng chị nhờ vừa thấy máu rồi, chị đi ra liền đâu có dám nhìn. Thôi, nãy qua bưng hai rồi xuống mà có cái bao, cái ống kính chứ mà nếu mà nó không kéo kính nó chết. Không nhìn. Cái chị Tâm này, chị lên chảnh chị nhìn, chị nói nhìn mặt lên rồi thôi rồi. Vậy cái phòng này ai dám ở? Giờ bà trả phòng đó. Thì đúng rồi. Nghe chị nói đi xuống quê làm cái căn cước công dân có là mà mất đứa con á, làm căn cước mất đứa con. Bà ở dưới đó mấy ngày lâu quá. Có tuần mà. Tôi đi, bà lên liền đâu có thể ra. Dạ. Yeah. Bà nói chị Tâm đang nằm trên giường nè, bà nói chị Tâm đang nằm trên giường nè. Đúng là đau lòng quá ha. Em tối ngủ đi, tối khi tối ngủ ngon chưa không hay là ra làm vài ly rượu nó mới ngủ được. Ngủ quá, cũng ngủ luôn. Lúc đó em không có nghe người ta nói gì trơn hả? Nghe la hả? Hay là? Có, nghe. Nghe, vô tên gác cũng nghe mà. Biết làm bữa đó em ngủ trên gác hay gì đó. Trên gác cũng gác đó. Nghe luôn. Vậy hả? Cũng gác bên cũng nghe lục tục. Nát bên là nghe rõ. Nó bị cái gì mà em không nghĩ là chạy ra. Nó như bị bệnh hơn, nó ra gì dữ vậy ta. Cứu con mà đập đùng 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 đùng. Tại ông nó giết có hay gì. Đúng rồi, bởi vì nó la. Ông mong cầm dao giết con đi, người ta bắt cứu con thì ông giết con này nó kêu cứu không à. Nói người ta mới dám đập cửa. Tự nhiên vậy nó ra kêu cứu rồi. Cửa này kiến này kiến ấy mà. Kiến này nó xin lỗi mà nó nói ở chỗ mà ông đang giết con. Ở đây người ta đập cái một. Đập cái một thì đập, lấy cái cửa. Đập bể cái này là có chìa khóa mở. Đúng rồi. Đâu đó, đập đập bể thì cũng bung ra được, đạp vô được rồi. Tại vì nó không la kiểu đó. Dạ. Cứu không. Thì cũng khó khăn nhưng mà giống như là bạn bè với ở xóm gì này kia đó giúp người mới thì cũng đủ lo cho em hậu sự rồi. Ví dụ như chú lại thì cũng cảm ơn nhưng mà giống như nhà em thì nó chết, nó cũng bất hạnh nó chết chị, em cũng không muốn là quay lên rồi. Ví dụ thì cũng biết là miệng đời mà người nói ra nó vô cũng tội nghiệp cho nó. Ý là chưa có gì mà đăng mà giống như bà viết đăng không có hình ảnh đó mà còn nói đập bậy đập bạ bình luận trên rồi. Chỉ là cũng cảm ơn chú Dũng giúp chị rất nhiều chứ không phải là em không muốn cho giúp đỡ. Nó giống như hay ổng mà ổng xô xát nó rồi giống như nó cự lại, nó chống cự rồi ổng lên đâm thì ổng tự sát luôn rồi giống như là kết thúc hồ sơ rồi. Là cũng xong rồi mà. Tại vì nghe báo nói là ổng nhậu xỉn về ổng hay quấn
trong báo viết á. Lâu lâu. À lâu lâu quá hả? Lâu lâu là giống như là quấn lại. À quấn lại, nghe nghe tới báo viết đó nghe, chứ em không biết. Không, đi cái tuần rồi. Đi có tuần rồi hả? Vậy mà người ta nói là báo đây nè, báo tuần đó, hôm đó là cũng là gần đúng tuần, là hôm nay là đúng tuần nè. À vậy hả? Dạ dạ, đi gần tuần. Thứ bảy đúng không? Thứ bảy hôm qua đúng rồi, hôm qua em đi lên đúng ngày hôm qua luôn. Đúng ngày hôm qua luôn. Là thấy cũng mê rồi, em nó ở không có làm gì đó, rồi là em phải là tối nó là trước khi em chết điện thoại rồi là ổng có ổng giật có gì không, cũng giật mắt em nói ổng có lại mày không, có gì không, có hiện tượng gì không, ấy không có, không có gì chưa. Từ mà còn từ giỡn thêm đó, từ giỡn thêm đó nó không biết sao có nghĩ sao nói ông bò lên nhẹ nhẹ mà nhỏ đeo tai phone. Nếu nó ngủ, nó đi làm mà mằng về mệt quá, thằng ca quấn dây điện á, bên công ty á, rồi nó tăng ca từ 5-6 giờ sáng mà cho tới nhiều khi 7 giờ tối, 8 giờ tối. Hôm bữa đó là tăng ca có 5 giờ, là nó về điện con, rồi nó mệt rồi nó mới bắt lên hôn, nó nghe là nó ngủ thôi. Yeah. Nhưng mà ông bò lên là chắc nhẹ nhẹ không nghe, cái chừng ôm nó mới giật mình nó mới la lên là ổng có dương tắt đèn, có hù hết trơn rồi. Đó nhỏ này mới dùng nhảy là nó kêu mới người ta cứu con. Yeah. Đó nó kêu cái chị kế bên nữa, tại em dặn hết trơn sớm mà có gì cứu con tôi giùm, tôi cứ đi, tôi kêu đi qua ngủ với anh đi, không chịu. Đó chứ không phải mà ba về mới làm giấy dễ. Yeah. Làm giấy khó khăn quá, làm là căn cước công dân hả? Dạ, đi đổi căn cước công dân. Yeah, nhưng yeah. Mà con cái là có đầy đủ trơn nhưng mà không có ngày sanh thôi. Yeah. Là mất đi buộc bằng mỗi cách là làm lại cái giấy khai sinh, bởi vì người ta mới bắt đi làm chồng nó lâu đó, vợ trong công ty người ta kêu phải bắt buộc cái đổi căn cước, là người ta làm cái bảo hiểm lợi gì đó, rồi mình quyết tâm đi chứ làm cho bằng được, là người ta cho nghỉ là mười mấy gần 20 ngày. Thằng biết trưởng nó kêu thôi chị chứ làm cho ngồi đi, rồi mới đi chứ làm. Yeah. Làm rồi là đúng ngay chăng ngày 8 tháng 3 luôn, là đi vòng hết trơn. Bữa thứ bảy về là chủ nhật không có làm, thứ hai mới làm cho tới ngày 8 tháng 3 nó mới ký, là làm vòng mới đi qua chợ mới đồ chắc minh đi chích lục từ lương vô cũng đi đó, đi rồi xong đưa cho là nó đưa giới hạn là chiều lại nhỏ gái nó mới nhắn tin nhỏ này, nó chúc mẹ 8 tháng 3 vui vẻ. Yeah. Mẹ ơi suốt cuộc đời con mẹ đừng bỏ con. Yeah. Ở bên cạnh con như mẹ. Em mới nôn sao em thấy vậy, em mới vô trong bọc lấy đồ dơ đồ vô bị thằng đi về, nhưng mà người anh nói á, thôi nó hẹn mày 15 tay mày để 15 tay lấy giấy tờ mà làm luôn cái căn cước đi cho nó ngồi một chỗ để mà mày lên xuống có tiền xe nữa, suy nghĩ đi vô sạn quần áo ra giặt đó có nhiều đó, là tới bữa 11 hôm qua mà 11 tay mới 8 tay còn chúc mừng 3 ngày sau ha. Dạ đó, chúc mừng mẹ. Mới mà nó nói câu mẹ ơi con lúc nào con cũng bên cạnh mẹ, mẹ đừng bỏ con nghe mẹ, là cái lòng mình muốn đi về rồi mà đi điện cho người anh á, anh nói thôi ở lại đi trên nhà anh chơi. Anh nấy hả? Không, anh ở dưới quê á. À, anh buộc ở dưới quê á. À, anh của chị á ha. Rồi anh kêu thôi ở lại đi, rồi lấy giấy tờ rồi làm cho nó xong luôn rồi lên một lượt, tại vì công ty người ta cho là gần 20 ngày đó, rồi mới ở dưới kiến gì 8 tháng 3 nhắn gì là chắc tối đi về, kiến anh cản lại ở dưới mới bị cái sự này. Dạ. Bởi vì tất nhiên mới đi. Trời, đau lòng ha. Đứa con. Dạ. Bà đừng đi. Phải như bằng dễ không ta thì nó mau thấy bằng dễ sao mất đi đường này đường kia mà mình cho sanh mẹ đẻ ở thành phố Long Xuyên An Giang mà nó kêu đi qua bên chợ mới á, nhắc mình coi chị có ở bển không, có giấy sanh có ngày sanh ở bển không, nhưng mà ở trong cái hậu khẩu á hồi đó người ta kêu là cái cầu tàu chỗ đó nó thành lập lên cái chợ mới, người ta chỉ để vô trong cái hậu khẩu là cái chợ mới thôi chứ ta không nói là huyện chợ mới. Yeah. Mà nó bắt buộc phải qua bên huyện chợ mới đó. Ủa vậy chị ở chợ mới hả? Ở cái chân An Giang á, cái chân chỗ thành phố Long Xuyên An Giang. À Long Xuyên chẳng phải chợ mới ha. À, chợ mới là quê cũ á ha. Không phải là quê cũ, tại vì nó sáng lập lên nó thổi sáng là cái chân. Nó mới lên cái thành lập lên cái chợ. Yeah. Nó kêu là chợ mới, nhưng mà nó để chợ mới thôi, nó không có để là huyện chợ mới. Yeah. Mà bắt buộc qua huyện chợ mới.
rồi qua chạy qua huyện Chợ Mới thì bên đó ta chửi, ta nói là chị không có ở đây mà sao chị qua đây mà chị xác minh. Nó đánh máy lên không có, nó bắt đầu mới chở về. Chở về. Chở về mới nói nghe chăng chủ ủy ban phường đó nói là người ta nó không có mà sao đi qua đây xích lộn. Đó, rồi nó mới hỏi là hồi đó cha sanh mẹ đẻ chị đâu. Tôi nói là cha sanh mẹ đẻ tôi hồi đó là ở phường Mỹ Long. Nó kêu qua phường Mỹ Long xác định cơ, xác định cơ là phải đó không? Đi qua phường Mỹ Long luôn. Rồi nó kêu bắt buộc phải đi qua Chợ Mới lại, mới đưa cái giấy rồi đóng mập yêu cầu có không có phải để vô là đem về bên đây cho nó. Rồi cũng dẫn đi, đi 2-3 ngày liên tiếp vậy đó, bởi vì mới trễ, trễ mới về nhỏ mới chết gì đó. Chứ đâu phải ấy đâu, vừa rồi xong là 8-3 con nhắn tin gì. Ông đó ông cũng tự sát luôn hả? Tự sát luôn. Đâm bấy cổ cho ông, đâm cái răng của ông nhỏ là đi kiếm gì đó. Là nhỏ bệnh quá đi, nó kêu cầu cứu mà người ta ở gần sớm cũng còn nghe nữa. Bới người ta, cấp mới vô đó là nhỏ la lên bới người ta. Bới bà con ơi, cứu con, cứu con. Là nhỏ vừa cứu cấp nữa kêu, bất kêu bà Tư, là cái bà Tư kế bên nhà, chặn bả sát chết. Chị Tư ơi, có gì nghi á, chị chạy qua giùm em á chị Tư. Ở sớm cũng vậy, chặn cái gì, có gì mà chị qua giùm. Tại vì tôi đi, ở đó nhà với thằng ông mà tôi không gửi. Dạ. Trời ơi, anh ơi, rồi các nhỏ kêu biết rồi, mà bà con cũng bỏ cửa. Thôi ta không vô đi ăn không. Bỏ cửa. Bắt đầu nhỏ mệt quá, nhỏ bò tới cầu cái gần tới cái hồ thang thì nhỏ mệt, con nó lên nó thấy nó kể nó nói là nói gì nè, nhỏ nằm sấp là nó đâm tới sấp hai cái này, hai lá phổi dính luôn, hai chập sau là nhỏ chết luôn. Nếu mà đó gõ cửa cái lúc mà mấy chị với ba gõ cửa mà ba xông vô luôn á là không chó có chết, là nó bị cái răng cái này thôi. Đừng nói rồi, cái nó mệt cái nó nằm cái răng cái cầu thang nó nằm là nó bị mệt, giống như là nó giặt gọi là ổng giọng mấy bao lâu rồi nó mệt. À, nó mới gõ cửa ông quản hồn lấy kéo ở bên trển nó đâm hai cái bên hỏi nó là chết mà. Lúc mà nó chết còn nhìn lên gì ổng là ổng đi xuống ông còn mãi cổ không là ổng bị trúng rồi máu nó chảy á, nó chảy dũng ở dưới gác á, xây qua cái chị đó chỉ kể rõ ràng thấy ổng đi lên ổng mở cái đèn lên là ổng thấy con nhỏ này trận trắng lên là chết rồi. Chứ ở ngoài quá đông. Ở ngoài này gõ cửa nó đâm hai cái mỏ sau không chết. Nó đâm hai cái mỏ sau nhỏ mà chết. Lúc mà chị quanh nó gõ cửa mà xong nó là rồi nhỏ không bao giờ chết. Ông kêu nói là cứu con cứu chuột. Cái chị kế bên chứ nó chỉ nghe mà không biết nó đâu, có hỏi kế sát chết. Tôi nói một cái gác mà nó gác liền gì anh đi nhẹ nó cũng nghe mà thằng nhỏ dãy. Tôi nói anh ha, bả tể luôn, bả nói nó nghe tiếng nó dậy mà tưởng đâu là nó chặt lộn với ông này thôi. Tôi hỏi anh cha dưỡng với con vợ mà tôi hỏi không có gì sao mà mình đi mình dặn rồi đó, anh nghĩ coi sao chặt lộn. Bởi vì em tức, em nói trời ơi em có nghe nói là hôm qua khi em bé bị như vậy cũng gia đình cũng khó khăn và không có tiền để mà lo đảm á chị. Đem đi khám tử thi. Yeah. Khám tử thi xong rồi người ta báo là trả về cho gia đình là con nhỏ là 27 triệu. 27 triệu. Lấy ra. Yeah. Rồi ông đó là bả bỏ. Thì ở bên nhà thương biểu là được. Bỏ không có được, phải kèm với ổng 10 triệu. Thì bên đó người ta tự thiêu tự hủy luôn. Dạ. Yeah. Nhỏ này ra là 27 triệu. Bắt đầu bả mới đi cầm, con trai bả mới cầm xe nó đủ. Dạ. Yeah. Rồi có lúc rồi bà nói là thiêu với hòm luôn là 40 triệu. Mới nói với em lúc này 40 đó. 40. Đó. 40. Thì trước mắt con bà phải cầm mới có tiền. Đúng rồi. Thì lúc đó muốn đi xin từ thiện đâu biết anh, đâu biết ai. Thì trước mắt là gấp quá. Thì con bà phải con đâu có điện cho em một nãy điện cho em hơn tiếng hồi em có mặt à. Đó anh nghe là tại vì không biết chứ biết điện liền. Thì đó là tôi biết thì điện cho bà liền. Là đâu có biết anh cho số điện thoại đi, mai mốt hay có gì chị lên trên kênh trên mạng cái gõ một cái là biết. Tàu dân hả? Em là không đồng luôn á, nếu mà gặp cho em là gặp em là mai táng không đồng. Dạ. Dạ. Cho nên em chạy lên chứ. Dạ cảm ơn chị. Để chị nhà giúp người dữ lắm á. Chị ở nhà ở đâu? Em ở
À, chị gần đây hả? Đi chạy xuống coi coi. Dạ. Thì vòng vòng có người quen ở đây nè. Dạ. Cho nên là. Dạ. Rồi qua cái câu chuyện mà như vậy thì theo chị có cái bài học gì không? Bài học như thế nào không? Mình phải biết thương người nhiều hơn. Dạ. Phải biết thương người nhiều dạ. hơn. Biết thương người. Dạ đúng rồi. Em nghĩ là cái chuyện thương người thì là đương nhiên là ai cũng có lòng thương người, nhưng mà đôi khi vậy nè, cái câu chuyện mà giữa cha giường với con của vợ á, con riêng của vợ, là chúng ta nên phải cảnh giác, phải không? Đề phòng cảnh giác, chứ đừng có tạo cho họ có cơ hội, tại vì là con gái nó con lứa nó đâu có làm được cái chủ động được cái sức yếu và tay ấy mà, đúng không chị? Dạ, sức yếu mà đâu nó có giờ nghe đau lòng á. Quá ha. Ờ, dạ. Sao nó đủ cái chuyện á, mà cái phường này ít có lắm. Dạ. Chị hay có cái em không? Dạ coi thương hả? Lắm. Nha. Cảm ơn chị nha. Dạ. 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 Anh làm từ trẻ từ đó bây giờ luôn. Vâng, câu chuyện đau lòng trên, Xuân Dũng chỉ mong các bậc làm cha làm mẹ quan tâm đến con cái mình nhiều hơn. Nếu không may chia tay thì cũng phải cảnh giác. Đừng bao giờ để cho cơ hội người cha dượng làm chuyện không hay với người con gái của mình.